Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật số thông tin xoay quanh câu chuyện của cố ca sĩ. Thì ngày hôm nay, Lực Tàng vừa mới nhận được một cuộc điện thoại từ phía bên Đài Loan gọi về nha mọi người. Cuộc điện thoại này là của một người chú, bạn thân của một ông bầu sâu. Mà cái ông bầu sâu đó là người chuyên gọi chị Phi Nhung qua để hát bên Đài Loan nha mọi người. Trong đó có cả con trai, anh họ Hồ nữa, thì đã xuất hiện ở bên Đài Loan hát. Và cái người bầu sâu đó, là rất là yêu mến giọng ca của cố ca sĩ, và đặc biệt là cái người bạn của người bầu sâu này mà gọi điện cho Lực Tàng á, là cũng là rất là thân thiết và rất là đau xót, rất là bất ngờ, và hiện tại bây giờ đang rất buồn với cái sự ra đi mất mát của cố ca sĩ. Và chú ấy nói rằng chú ấy ngày nào chú ấy cũng tụng kinh niệm Phật và cúng cơm cho cố ca sĩ đó mọi người. Đó, thì chú ấy đang cập nhật những thông tin xoay quanh câu chuyện, và đặc biệt rằng là chú ấy có một người thân trong gia đình á, là ở kề cận nơi nhà của cố ca sĩ, và chuyên cập nhật những tin tức mới để gửi qua bên cho chú ấy. Thì chú ấy vừa thông báo với Lực Tàng nói rằng là trong sáng ngày hôm nay thì xuất hiện mẹ ruột của anh họ Hồ, và anh họ Hồ đã xuất hiện nơi nhà cố ca sĩ, hình như đến để thắp nhang hay sao đó mọi người. Thì trong suốt quá trình vừa rồi thì thấy anh họ Hồ cũng đã gọi điện cho quản lý xin lỗi này nọ, rồi mong được trở về nhà cố ca sĩ, rồi mong được đến để thắp nhang, rồi gọi như là van xin mẹ nuôi của mình tha thứ đó. Thì ngày hôm nay mẹ ruột của anh họ Hồ đã dẫn anh họ Hồ đến đó, thì không biết là làm cái mục đích gì, nhưng mà đã có thấy xuất hiện trong nhà cố ca sĩ rồi nha mọi người. Thì chắc có khả năng duy nhất là chỉ đến đó để thắp nhang, và họ cũng đã nhìn thấy cái sự buồn bã trên khuôn mặt của người mẹ ruột đó, và cảm thấy là có một cái sự hốc hác nào đó đó mọi người, giống như thể rằng là nó không, sức khỏe nó không ổn định, suy nghĩ nhiều mọi người, thấy cũng tiều tụy lắm rồi. Mẹ ruột của anh họ Hồ á, còn anh họ Hồ thì vẫn là bình thường nha mọi người, có vẫn không xanh xao vậy như là vàng vọc hay là gầy gộc như thế là cái nhóm người bên kia nói đâu, vẫn bình thường. Đó, thì qua rồi thắp nhang xong thì như là ra về rồi chứ không được ở lại. Đó là cái thông tin mà cái chú mới gọi cho Lực Tàng, thông báo cho Lực Tàng là như vậy. Đó, thì mọi người cũng nên nhớ rằng là bây giờ dứt áo ra đi rồi là do họ lựa chọn, đúng không ạ? Muốn về bên gia đình nhà cố ca sĩ hiện tại bây giờ không phải là đơn giản, nói về là về mà nói đi là đi đâu. Đó, chú ấy cũng nói với Lực Tàng rằng là cái sự mất mát ra đi của cố ca sĩ là tất cả những cái người ở bên Đài Loan hiện tại bây giờ, những ai mà đã nghe tiếng hát của giọng ca của cố ca sĩ là hiện tại bây giờ là toàn bộ lập bàn thờ, cũng như rằng là cúng cơm cho cố ca sĩ ngày một luôn. Đó, họ yêu thương và mến mộ cố ca sĩ đến mức độ như vậy đó mọi người. Họ không ngờ rằng là anh họ Hồ lại gây ra một cái chuyện tày trời tày đình như vậy. Có nhiều người người ta còn chưa biết được là cái câu chuyện như thế nào, nhưng từ khi cố ca sĩ mất đi thì họ mới quan tâm và họ mới biết được rằng thì ra là anh họ Hồ này đã làm những cái vấn đề tày trời tày đình đối với mẹ nuôi. Và họ bất ngờ, họ nói rằng là tại vì sao khi ở bên Đài Loan này mà hình ảnh của hai mẹ con của ca sĩ thực sự là yêu thương tràn hòa và đùm bọc lẫn nhau rất là nhiều. Chị Phi Nhung lo toan cho anh họ Hồ từ miếng ăn giấc ngủ luôn nha mọi người. Đi mua đôi dép, đi mua cái quần, cái áo, rồi miếng nào ngon là dành cho con hết luôn. Tức là họ nói là họ cái chú này là tiếp xúc với lại cô ca sĩ anh họ Hồ, nói là như vậy đó, lo cho anh họ Hồ tức là còn hơn cả con ruột. Hỏi rằng là có phải con ruột hay không mà lo lắng dữ vậy này nọ, thì chị Phi Nhung mới nói rằng đây là con nuôi và đây là con trai nuôi cưng của tôi, cưng nhất của tôi. Đó, chị Phi Nhung nói như vậy đó mọi người. Thì người ta cứ nghĩ rằng là cuộc sống nó êm ấm và này nọ, nhưng không ngờ mà đến khi mà xảy ra chuyện thì người ta mới biết được rằng anh họ Hồ này là có một cái dấu hiệu tài trời tài đình như vậy. Thì họ đang rất phẫn nộ và họ nói rằng là nhờ Lực Tàng gửi đến quản lý cũng như là ekip của cố ca sĩ, bây giờ có muốn quay về tuyệt đối được không được nha. Tại vì cái tội lỗi của anh họ Hồ gây ra nó quá lớn, không đơn thuần một ngày hai ngày mà có thể sửa đổi và có thể tha thứ được. Chú ấy cũng suy nghĩ y chang như tất cả mọi người đang suy nghĩ thôi. Chú ấy cũng nói rằng tôi dám khẳng định một câu, nếu như gia đình anh họ Hồ hoặc là anh họ Hồ mà chuyển đổi trong giai đoạn nhanh như vậy thì tôi mất 5 tỷ tôi gửi về Việt Nam. Tôi cá độ với tất cả mọi người luôn. Đó, chú ấy khẳng định như vậy, tức là chú ấy không tin tưởng vào cái mà quay đầu là bờ của cái anh họ Hồ kia, và nói rằng là ngựa sẽ quên đường cũ, không nên là tin tưởng vào cái câu chuyện như vậy.
họ về nhiều khi vẫn còn một cái mục đích gì. Và theo những nguồn tin mật thì chú ấy cũng mới cập nhật được mà Lực Tàng cũng cảm thấy rất là bất an. Chú ấy nói rằng anh họ Hồ với gia đình anh họ Hồ vẫn còn một lực lượng bên cạnh, tức là trong cái nhóm FC, là cái nhóm Antifan của cô ca sĩ, vẫn đang dòm ngó và đang câu kết để có thể là đưa ra những cái bất lợi nhất về cô ca sĩ. Thì họ bây giờ họ về, họ xin về như vậy để nhằm cái mục đích như thế nào thì chúng ta chưa biết được. Cũng có thể rằng là ăn năn sám hối, nhưng cũng có thể rằng là sẽ có một cái vấn đề gì đó người ta đã tính toán trước rồi. Nói với tất cả mọi người, chứ những cái nhóm người mà ác nhân thất đức á, thì luôn luôn nó suy nghĩ rất là nhiều cái mưu mô xảo trá, nhiều cái mưu hèn kế bẩn lắm, cho nên là không nên tin tưởng tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta chờ đợi xem anh họ Hồ cũng như là gia đình anh họ Hồ sẽ chuyển đổi như thế nào. Đấy, chú ấy còn khẳng định nếu như mà anh họ Hồ mà chuyển đổi thật trong thời điểm hiện tại bây giờ, chú ấy mất 5 tỷ, chú ấy gửi về luôn. Chú ấy nói như vậy luôn, ai dám cá với chú ấy cá như vậy. Thì Lực Tàng cũng nghĩ rằng là bây giờ thì cái lòng yêu mến của tất cả mọi người, kể cả bên nước ngoài, người ta đặt hết cho cố ca sĩ rồi. Đấy, khi cố ca sĩ ra đi là chịu một cái hàm oan, cho nên là ai cũng nhìn thấy cái vấn đề đó và họ rất là tiếc thương cho cố ca sĩ. Một đời đã cống hiến cho nghệ thuật rất là nhiều, cũng như rằng là in đậm sâu trong trái tim của tất cả mọi người rồi. Và những cái hành động của chị Phi Nhung là một cái sự dịu dàng, hiền từ và nhân hậu rất là nhiều. Cho nên rằng đến hiện tại bây giờ, cố ca sĩ, một ngôi sao hạng A bị chà đạp, hình ảnh bị bôi nhọ đến mức tột cùng như vậy là do chính cái cậu con trai nuôi này. Cho nên rằng là người ta không thể nào mà người ta bỏ qua và người ta tha thứ một cách nhanh chóng được nha mọi người. Toàn bộ đa phần cuộc gọi đến cho Lực Tàng, kể cả trong ngoài nước, người bên Mỹ cũng có luôn nha mọi người. Họ khuyên tất cả các quản lý ekip của cô ca sĩ, bây giờ cắt đứt là cắt luôn, không có nói chuyện mà thư thả hay này nọ, có cho về thắp nhang nếu như mà biết ăn năn sám hối, sợ về cái quả báo luật nhân quả thì đến thắp nhang này nọ thì được. Còn không bao giờ cưu mang, không bao giờ đưa về trong nhà làm gì hết. Quyết định, tức là ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. Không có nhắc đến cái câu chuyện của anh họ Hồ với lại cố ca sĩ làm gì nữa hết. Tức là không cưu mang, không này không nọ. Đó. Họ bực tức đến cái mức độ như vậy đó mọi người ạ. À. Không phải là họ không thương người đâu. Nhưng mà những cái hành động là nó trái ngang quá. Và đã làm cho hình ảnh của cố ca sĩ cả một đời cống hiến nghệ thuật bây giờ đã mất đi rồi. Ông mang tiếng xấu, tiếng ác rồi. Rất là nhiều cái mà nó vô khống, nó bịa đặt. Từ cái vấn đề mà nuôi con để bán dâm bán trinh, từ cái vấn đề mà chăn dắt rồi bạo hành, từ cái vấn đề rồi này nọ, thì còn cái gì để xấu hơn những cái đó nữa không mọi người? Thì bây giờ cố ca sĩ đang chịu đựng cái vấn đề đó, cho nên là những người yêu thương cố ca sĩ, đặc biệt chú ấy nói nha, không biết ở bên nước Mỹ như thế nào, nhưng ở bên Đài Loan tất cả mọi người đều yêu mến và hâm mộ cố ca sĩ luôn. Từ khi nghe tin cố ca sĩ mất một cái, lập biết bao nhiêu cái bàn thờ ở bên Đài Loan luôn. Nói cho tất cả mọi người biết như vậy, tức là cầu siêu cho cố ca sĩ đó, mong cho cố ca sĩ vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó, để mà được siêu thoát khỏi vĩnh hằng đó. Đấy, còn họ nghe được những cái lời mà chửi bới này nọ của người này người nọ thì họ rất là phẫn nộ và bức xúc, nhưng mà họ ở bên nước ngoài họ không thể làm gì được, họ không thể lên tiếng được. Nói cho tất cả mọi người biết như vậy. Chú này nhá, chú ấy nói là đoạn ghi âm Lực Tàng có đây, nhưng chú ấy nói rằng là không được đưa lên. Đưa lên là tất cả những ai mà làm bên nghệ sĩ là nhận ra giọng chú ấy ngay. Đấy, chú ấy nói với tất cả mọi người là chú ấy là người rất là có tiếng tăm ở bên đất nước Đài Loan. Đấy, đại gia lắm, chú ấy kể thì thôi luôn. Chú ấy nói là riêng anh họ Hồ về nhà họ Hồ mà có cái dấu hiệu chuyển đổi nhanh như vậy, tôi cho 5 tỷ ngay tức. Không, qua bên Đài Loan này gặp ông bầu này, ông bầu kia, giải quyết cho anh họ Hồ này tiến triển trên con đường sự nghiệp này. Nhưng chú ấy không tin, chú ấy nói không tin, chắc đét một câu không thể tin, không thể tin trong giai đoạn hiện tại bây giờ, không thể nhanh như vậy được. Đấy, trong suốt quá trình mẹ của mình nằm như vậy, không hốt lên được một lời, không nói được một câu, mà tại sao bây giờ mẹ mất rồi, mới 43 ở ngoài cũng chưa được 2 tháng trời, mà lại có cái dấu hiệu chuyển đổi như vậy. Chú ấy còn nói rằng là hay là khổ quá chịu không nổi, hay là đi ra ngoài rồi biết được cái mùi đời rồi, bây giờ là muốn quay lại để này nọ. Và đưa anh họ Hồ về đảm bảo ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái đứa con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung hiện tại bây giờ. Mọi người biết trong ngày hôm nay Đức Hiếu đã cạo trọc cái đầu đi rồi đó, thì tất cả mọi người nên nhớ rằng là Đức Hiếu nó có hiếu như thế nào với mẹ nó. Nó cạo trọc đầu đi để nó thờ mẹ nó. Mọi người thấy không ạ? Anh họ Hồ khi mà học được một nửa của anh Đức Hiếu thôi. Tôi nói thật sự là anh họ Hồ là phước đức ba đời nhà anh ấy khi ở được với cô ca sĩ.
Hiện tại bây giờ Đức Hiếu làm những hành động như vậy thì đúng thực sự anh họ Hồ khi nhìn vào đó thì không biết được rằng là anh có ngóc đầu lên nổi hay không, anh có đội quần hay không. À, một cũng là con nuôi, cũng là một người trong gia đình, cũng được chị Phi Nhung nuôi dưỡng và làm những cái vấn đề ngang bằng nhau, mà có thể là anh họ Hồ kia nhiều hơn, nhưng anh Đức Hiếu tại sao anh ấy lại có một cái sự gọi như có hiếu với mẹ mình như vậy. À, cạo trọc đầu đi còn nghe đâu là thề không lấy vợ nữa cơ, ở vệ thờ mẹ nữa cơ, mọi người thấy không ạ? Còn cái gì mà hơn không đó, chỉ cần những hành động và những lời nói thực tế như vậy thôi, dù cho là đang nhỏ nhưng mai mốt lớn lên, ví dụ như nó nói là không lấy vợ nhưng mai mốt nó lấy vợ, thì nó vẫn có một cái tâm nó thương mẹ của nó như thế nào thì nó mới hành động như vậy. Bây giờ nó thương nhớ tiếc thương cho mẹ nó như thế nào mà nó cạo trọc cái đầu nó đi để nó lo toan cho các em này, rồi nó thờ cúng mẹ của nó này, không làm tròn đạo nghĩa của một người con như vậy, chúng ta cảm thấy nó đạt tiêu chuẩn không ạ? Còn ngược lại thì chúng ta nhìn đi, anh họ Hồ kia lấy được tiền ngắn luôn, tối mất tiêu luôn, bây giờ có dấu hiệu ăn năn hối hận thì ai mà tin, đúng không mọi người? Không ai tin. Lực tàng nằm tàng cũng suy nghĩ, và theo những cái lời chú ấy kể thì thực sự ra là chú anh nhìn được tướng luôn, chú anh nói nhìn cái tướng của anh họ Hồ nó thật sự là nó không ra cái gì, mặt thì này nọ là nhìn là có cái sự gian manh xảo trá, là mắt líu làng líu lửa rồi đó, là người ta nhận xét như vậy. Thì cái đó là cái nhận xét của tất cả mọi người, đúng không ạ? Đó. Thì người ta đánh giá con người của anh họ Hồ này là không đạt tiêu chuẩn. Đấy, và nói rằng là bất chấp sau này chú ấy đã có một cái vấn đề về bầu xô đó, chú ấy nói đó, con đường nghệ thuật của anh họ Hồ đảm bảo không còn thể có thể phát triển được gọi như là mạnh trong tương lai nữa đâu. Chẳng qua là cũng chỉ được trong cái giai đoạn nhất thời này thôi. Còn mai mốt chìm nghỉm luôn, chìm nghỉm luôn. Đấy. Và chú ấy cũng khẳng định luôn cái giọng ca của anh họ Hồ là không có hay. Và bên đĩa bầu xô bên Đài Loan đó là không ai thuê anh họ Hồ cả. Mà đi với chị Phi Nhung thì mới kẹt theo để gọi như là đưa cho anh họ Hồ được xuất hiện trên sân khấu để cọ sát. Ai cũng nói như vậy hết nha mọi người. Nhưng mà cái phía bên kia nó không tin. Nó cứ nói rằng là chèn ép bắt anh họ Hồ hát cho nhiều, nhận nhiều show này nọ. Nhưng có đâu, tiền ở đâu, không có đâu mọi người. Bây giờ những người bầu xô người ta lên tiếng, những người người ta trực tiếp người ta thuê mướn có ca sĩ thì người ta đã nói rất là rõ ràng những cái câu chuyện đó rồi, kể cả ông Úc, ông Đức đến Hà Nội, đến miền Tây, miền Trung người ta nói hết rồi, mà bây giờ bên kia nó không tin, nó cứ đòi tiền cắt xê này nọ đó. Thì bây giờ khẳng định một điều rằng á, nếu như anh họ Hồ kia mà muốn khoai đầu là bờ phải đứng lên để nói rõ cái vấn đề ra, tiền bạc bao nhiêu, đúng không ạ? Có ăn chặn hay không, có chăn dắt hay không, mẹ mình là có nuôi con để này nọ hay không, anh họ Hồ ở trong đó đã cung cấp thông tin ra cho bên ngoài để hãm hại mẹ của mình, thì bây giờ thắt nút thì phải tự mà gỡ nút, đúng không mọi người? Đó, như vậy thì mới lấy lại được cái lòng tin của khán giả. Chứ bây giờ mà cứ mà cái kiểu như là tôi miệng thì nói hối hận nhưng mà bằng mặt không bằng lòng thì ai mà có thể chấp nhận được? Có thể là làm về một cái mục đích gì đó, người ta có quyền người ta suy nghĩ, đúng không mọi người? Đâu có thể dễ mà qua mặt được. Còn hiện tại cái nhóm mà đang gọi như là FC mà đang bảo vệ mình, thần tượng của mình, đang công kích gia đình mình như vậy, đang công kích mẹ của mình như vậy mà không lên tiếng thì nó công kích suốt cả một cái cuộc đời như vậy thì có chịu được hay không? Đó có phải là thương mẹ mình hay không? À, bây giờ bắt buộc phải lên tiếng, không lên tiếng là không được. Lên tiếng để đồng ý là không cần lên tiếng, người ta cũng biết là chị Phi Nhung làm trong sạch rồi. Nhưng anh họ Hồ muốn thực sự ăn năn sám hối thì phải đứng lên nói thêm nữa. Không cần anh họ Hồ nói thì chúng ta cũng biết được sự trong sạch rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái bọn bên kia nó lại không biết, nó cố tình nó không biết, nó biết nhưng nó cố tình nó không thèm biết. Thì anh họ Hồ phải đứng lên đính chính một cái thông tin để cho cái nhóm bên kia biết cho nó rõ ràng ra, để cho nó mở não ra, nó biết được rằng à, là chị Phi Nhung không phải là một người như vậy, chị Phi Nhung là một người tốt, là một người đức độ, một người hiền từ, và tụi nó hãy tụng kinh niệm Phật để mong cho linh hồn của chị ấy được siêu thoát, được về với Đức Phật. Như vậy thì tụi nó mới góp đức góp phần cho con cho cháu tụi nó được, đúng không ạ? Bây giờ nó biết chị Phi Nhung tốt, nhưng vì trục lợi, vì lợi dụng cơ hội này để vậy như là ganh ăn tức ở với lại có ca sĩ nữa, một phần nữa, cho nên là cố tình trà đạp để đẩy chị Phi Nhung xuống thôi. Đấy, và tâng cái anh họ Hồ này, tâng cái anh họ Hồ này lên, anh họ Hồ này dính bẫy, anh họ Hồ này dính bẫy và cuối cùng đã hãm hại chính gia đình nhà mình. Bây giờ mang điều tiếng xấu, cái đó là tự tạo, tự nghiệp, tự mình tạo nghiệp ra, tự mình phải gánh chịu. Dứt áo ra đi, trong khi mẹ nói rằng thích ở thì ở, mà thích đi thì đi. Như vậy là anh ta thích đi, cho nên là anh ta đi. Bây giờ quay lại ai mà chứa, đúng không mọi người? Không ai chứa nữa đâu.
Và cái nhóm bên kia nó không tin tưởng rằng là anh họ Hồ có cái dấu hiệu sám hối hối hận, thì kệ cái nhóm bên đó nha mọi người. Nó ác rồi thì lúc nào nó cũng nghĩ người khác ác hơn mình, kiểu như vậy á. Cho nên chúng ta chả cần phải nói định tụi nó nhiều, để đó là thời gian sẽ chứng minh, để xem coi bảo vệ anh thần tượng của mình, rồi anh thần tượng của mình sẽ đáp trả cho họ như thế nào. Nếu như anh họ Hồ còn một tí tình người, gia đình anh họ Hồ còn một tí tình người, biết được đâu là người cưu mang nuôi dưỡng mình, biết được đâu là cái lòng tốt của cô ca sĩ thực sự, thì phải có những cái hành động thực tế, rồi cái nhóm bên kia nó sẽ mở mắt ra nha mọi người. Cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, thì là ta sẽ tiếp tục cập nhật. Thì những cái clip mà là ta lên á, thì nó đa phần mấy 20 phút thôi, không mất thời gian của tất cả mọi người. Thì cũng rất mong tất cả mọi người theo dõi hết clip rồi cũng như ấn like và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Lực Tàng. Tại vì bây giờ tụi nó đang công kích, nó đang ghi tên của Lực Tàng ở trên cái trang FC á, để cho nó tràn qua, nó tấn công trên kênh của Lực Tàng á. Rất mong mọi người ủng hộ Lực Tàng nha. Rồi bây giờ Lực Tàng xin xuống clip ạ. Có những thông tin gì thì Lực Tàng sẽ tiếp tục cập nhật lên đây để gửi tới tất cả mọi người trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.